Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với lễ hội Furusato Kitaku Kumin Matsuri được tổ chức ở công viên Asakazama, thành phố Kitaku của Nhật Bản. Đây là lần thứ 40 thì lễ hội được tổ chức. Cả năm được thì do tình hình Corona nên là 3 năm liên tục thì là bị đình chỉ. Ở đây tập trung rất là nhiều cửa hàng là buôn bán.
sao luôn đấy. Sườn trắm yên rẻ nha. Con trồng còn ngon không? Chắc có đại lý ngon nhá. Cái như cái trái họ phải biết đấy. Tất cả trắm yên rẻ quả rẻ chứ. Là hàng hà giả đấy, khó đứng thương đấy. Dùng sườn tứ nguyên chất ấy. Ừ, cái đắt mà. Ừ, sao ấy tại mua mấy trái, tại mua 2-3 trái nữa. Không thì mua đổ ở đây này, buổi sáng không thì ghi uống phải cho ghi uống đấy, cho ghi uống đấy.
Làm gì mà người sao nhiều vậy? Mẹ cả mẹ đi nữa. Ôi
Cứ đó. Em bổ lên, em bổ lên. Không, em bổ sơn. Được, hứa quốc hết. Cứ đó. シートを広げていらっしゃる方は移動をお願いいたします。出店の販売時間は午後4時までです。午後4時になりますと、応援内に車両が入ってまいります。シートを広げていらっしゃる方は移動をお願いいたします。